Xin chào cả nhà của kênh Yêu Miền Tây 63 ha. Hôm nay thì tiếp tục mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái bạn hồ cá chép. Thì mọi người chép ở đây bạn bán cá chép là 5X ha mọi người. Ở đây mình thấy có mấy con mà hàng này khá là đẹp và to luôn, cỡ 3 ngón rưỡi 4 ngón tay của mình đó mọi người. Đó, cá chép này thì bạn bán với giá là 5X ha mọi người. Đây chỉnh cái cảnh của bạn thấy bình ở đây thì mình thấy có 2, 3, 5 bạn cá chép. Và cái hàng này là hàng tuyển nên bạn bán giá là 5X ha. Giới thiệu về cá chép 5X. Ở dưới thì mình thấy có cái hồ cá chép 4X kìa, chép 3X nữa kìa, 2X cũng có nữa, 1X cũng có, tùy theo con lớn con nhỏ. Và đây là những cái con cá chép 5X. Đây chỉnh cái cảnh của bạn thấy bình ha. Ở đây mình thấy có các bạn màu cam cái đầu thì màu hơi trắng ha. Nấm đen này, con này màu trắng xó nhắn tinh luôn nè mọi người. Còn con này là màu vàng. Ở đây mình thấy có 5 con tổng cộng là trong một cái hồ cá này. Đó, cá chép 5X. Khi các bạn này rất là tăng động ha mọi người. Đó, còn các bạn màu cam cũng khá dễ thương. Đây có hai màu, bạn này vàng, trắng vàng ha. Còn bạn này bị trắng xóa. Là 5 bạn tổng thể ha. Đó, có một bạn vàng ươm luôn kìa. Cá chép 5X của tiệm cá cảnh Thái Bình. Đó. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Ở đây bạn sử dụng một cái hồ oxy ở trên đó kìa. Cái lọc nước đó. Ở trên là có một cái hồ cạnh đó, cây sảnh thì cây giả mọi người. Dưới đây mình thấy có cái chép để rẻ tiền hơn nè, cái này là tầm 4X 3X nè mọi người, nhưng mà bị đang bị chói do cái hồ nước này bạn đang lọc. Còn bên đây là có cá ba đuôi, cái quả tiễn ha, ba đuôi cái quả tiễn. Và khu bên đây là có chim cảnh đó mọi người, thế giới chim cảnh đó. Này mọi người, mình cho mọi người xem mấy con cá bảy màu với mấy con cá đơn sơ, mấy con cá rẻ tiền thì bạn thấy bình nuôi trong cái tận dụng lấy cái thùng xốp nè mọi người. Thả ăn cá thì bà gon vô đây cái mình nuôi, ăn cá lô kiến á, cho nó lọc ăn ba thức ăn thừa ha. Còn đây là cá con nè, thế giới của mấy con cá nhỏ nhỏ mà không có chỗ nuôi á, trong cái tiệm của bạn thì hết rồi nên bạn set up bạn nuôi thêm bên đây nữa ha. Đây mình thấy có cá gì nhỏ nhỏ xíu kìa. Bên đây là có bạn chuột hamster, chuột bạch nè, chuột hamster gì nè mọi người, mấy cái dòng này nhụm phanh, chuột hamster, chuột bạch 1X một con nè mọi người. Chuột bạch là 15.000 một con ha. Cái này rẻ tiền quá ta. Ở trên cũng có một cái hồ ha. Cái này nè mọi người, đây là mấy con chép này là rẻ tiền đó nè mọi người. Chép này chép nhỏ có vài ngàn con ha. Chép nhỏ này nó rẻ tiền hơn chép nãy. Chép nãy là chép bự siêu to tổng lồ nó 15X 50X chứ. Đây có nguyên một cái hồ cá cánh bườm. Cánh bườm nè mọi người. Cho mọi người xem mấy con cá bảy màu của bạn ha. Này là cá tô bát, đây ít một cặp ha, tương đương với 25.000. Cái này là cái hồ gì mà không thấy con cá nào hết trơn, cho ta ở đây được có mấy con nữa. Đó. Rất là đẹp luôn cả nhà. Này là bạn bữa nay bạn có bạn đổi mấy cái thùng xốp thành mấy cái chậu thủy tinh này chứ anh. Đây là cái bảy màu full gold nè mọi người. Bảy màu full gold ha, nhìn rất là đẹp luôn kìa, nhìn ngang mình nó chơi được có mấy nhánh gồng. Mấy nhánh gồng ha. Cái này có mấy con cá màu đỏ đỏ nè, có cái đồ xả nước ra ha. Kiểu oxy bơm cho nó ha. Cái này mình nhìn ngang để mình cho mọi người xem cái dàn cá li li của điểm cái cảnh của bạn thấy bình nè mọi người. Các bạn tay bơi đẳng cấp luôn. Có con cá này đẹp không mình nhìn. Đang nhìn ngược qua bên kia, xuyên thấu qua bên kia ha. Còn cá này nó giống như bệnh quá. Nó bị cờ rồi. Con cá này là đây, những cái hàng cá bên kia nữa kìa cả nhà. Qua bên đây mình coi thêm mấy cái chậu nữa, đây bán chậu nữa nè. Cá bảy màu nè mọi người. Thế giới Pichabio Care Food nè, này thức ăn nè, dụng cụ vệ sinh hồ cá ha. Đây mình thấy các bạn có bán thủy sinh 2.000 con, rồng 15.000 cậu, rất là đẹp cả nhà ơi. Đây có kit panda 10.000 con nè, cao lao kính vàng, sạch gấm, quá đẹp, quá độc, quá lạ. Còn dưới đây là mấy cái đồ
để mình set up một cái hồ cá rất là nhiều ha. Đây có sâu sâu gạo nè cả nhà, sâu gạo rồi sâu rồng, sâu gạo cá ba đu nhỏ thì có 5.000 con ha. Thì mấy con sâu sâu rồng thì to hơn sâu gạo một xíu ha. Thì có mấy con cá ba đu nè, ba đu này số lượng ít thôi. Cửa này là mấy bạn ốc mượn hồn đang nuôi dưới cát nè. Đây có mấy con cá, mấy con bà nữa ha. Đây có cú sừng hoàng đế nè cả nhà. Hai bạn, một bạn gì vàng ươm, một bạn thì đen thui. Rồi bên đây là mấy bạn thế giới của tép kiển. Tép kiển. Thế mình vô đây cho mọi người xem cái hồ này, mọi người đảm bảo thích luôn. Ờ con cá điêu thiên nó chui vô đây rồi. Cá beta get full sea. Ủa mấy con cá màu đỏ này là cá gì Thái? Get fancy. Rồi con cá này mắc cười quá ha. Nó mắc kẹt trong cái phần hiểu này rồi. Con cá xìm cho mấy con cá mái nữa. Có con cá ông tiên nhìn đẹp quá.